Vì trí tuệ ở đâu thì an lạc ở đó. Vô minh ở đâu, tham ái ở đâu, dính mắc ở đâu thì đau khổ ở đó. Đau khổ vì nỗi mong cầu mà. Cầu mà không được, nỗi sầu lại tăng. An vui vì đã biết rằng tham là gốc khổ, cớ chi phải cầu. Trên cái việc bố thí cúng dường mà cái người có nghe pháp á, là họ bố thí cúng dường theo cái dạng phóng sanh, thả chim, chứ không có cái dạng cúng dường bố thí làm phước theo cái dạng thả diều. Phóng sanh thả chim có nghĩa là mình cho con chim nó bay luôn, thả cho nó bay đi luôn, không có dính mắc lệ thuộc. Còn mà bố thí cúng dường theo cái dạng thả diều á, là mình cột cọng dây. Cho nên cái nghe pháp để mình tránh cái tình trạng bố thí cúng dường theo cái diện thả diều. Thời gian chẳng đợi ai đâu, làm gì tốt được cho ai thì làm. Cho là buông xả lòng tham. Làm ơn nhớ dùng cái chỗ này. Hôm nay quý vị đến đây, quý vị bố thí là quý vị cho ra. Mục đích của chúng ta là gì? Buông xả lòng tham. Cái người mà cho là buông xả lòng tham thì mới an vui hạnh phúc, bình an miên trường. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi lên đây xin được chia sẻ bài pháp về cái ý nghĩa lễ dân y ca thi ná này. Quý vị nghe rất là nhiều, nhưng hôm nay chúng tôi tụ trung được một vài ý dựa vô cái bài kinh Đức Phật đã dạy. Người thí Phật thực gọi là cho sức lực, người thí y phục gọi là cho sắc đẹp, người thí xe thiền gọi là cho sự an vui, người thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng, người thí vật vừa lòng hằng được vật vừa lòng, người thí vật quý trọng hằng được vật quý trọng, người thí Phật đẹp hằng được Phật đẹp, người thí chỗ quý trọng hằng đi đến nơi quý trọng. Những người nam nữ thí vật quý, thí vật đẹp và chỗ quý trọng, những người nam nữ đó thọ sanh ở cảnh giới nào hằng được trường thọ và an vui trong cảnh giới đó. Người thí trú xứ là cho tất cả, nhưng mà người thí pháp gọi là cho bất tử. Cuối cùng Đức Phật dạy Sabbada năng Thamada năng Chinati. Nghĩa của câu này là gì? Pháp thí thắng mọi thí. Tức là cái sự thí pháp sẽ thắng tất cả mọi cái sự thí khác. Vì cái người thí pháp cho bất tử là cho chấm dứt sanh tử luân hồi. Người thí pháp có, chúng ta có thể hiểu là cho trí tuệ. Mà trí tuệ ở đâu thì hạnh phúc an vui giải thoát ở đó. Trí tuệ ở đây chúng ta phải hiểu trên hai cơ sở: phàm trí và thánh trí. Phàm trí thì chúng ta có thể hiểu cuộc đời này xuyên qua hai vấn đề, hai cách nhìn, là chúng ta nhìn trên phương diện nhân quả. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải nhìn quán sát trên phương diện tam tướng. Thì cái người mà nhìn như vậy thì trước tiên chúng ta được cái phàm trí, nhưng mà chúng ta phát triển dần dần từ cái phàm trí này, nó sẽ đạt được thánh trí. Cũng như nhờ tám đại thiện, nhờ cái tâm mà bố thí cúng dường trì giới tham thiền vân vân, những việc thiện này thì chúng ta mới hy vọng tám đại thiện này nó mới tiến triển đạt được chính thiện đáo đại, là những cái tâm thiền sắc giới và vô sắc giới. Và cũng nhờ này mà chúng ta đạt được 20 thiện siêu thế, là 20 tâm đạo, 20 tâm quả, là Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đạo và A La Hán quả.
cũng nhờ tám đại thiện. Cũng vậy, từ cái phàm trí chúng ta dần dần phát triển, nó trở thành thanh trị. Lúc đầu khi chưa biết đạo thì chúng ta chỉ mong cầu cho mình được cái quả lành, cứ cầu mong cho mình được thuận lợi, được đầy đủ, được phước báo. Đi chùa là cứ cầu như vậy. Nhưng mà khi chúng ta biết đạo rồi thì chúng ta không đi cầu cái quả lành nữa, vì cái quả lành nó tự nhiên nó đến, chứ không cần phải cầu. Nếu nó có thì tự nhiên nó đến, còn nó không có mình cầu cho tới giao thừa nó cũng không có luôn. Quả mà sao cầu được. Biết đạo rồi thì chúng ta đi chùa chỉ cầu cái nhân, nhân lành. Vì tạo nhân lành thì chắc chắn có quả, quả lành. Làm lành thì có quả lành, làm ác thì có quả khổ. Đó Đức Phật dạy. Và Đức Phật dạy chúng ta đi chùa là phải, phải biết thực hiện tu tập, áp dụng hay ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào trong cái đời sống bình nhật của mình, thì đó cũng là một cách để mà chúng ta cúng dường lên Đức Phật một cách cao quý nhất. Cái sự thực hành tu tập pháp của Đức Phật, đó là một cách cúng dường lên Đức Phật cao quý nhất. Vì mình không thực hành, mình chỉ nghe pháp mà không thực hành, thì người ta có câu rằng là học mà không tu, hoặc là tu mà không học. Cái người tu mà không học á thì bị vô minh che lấp, biết gì đâu mà tu. Nhưng mà ngược lại, những người mà học mà không tu á thì chấp ngã càng cao. Người mà học mà không tu được ví giống như là cái muỗng nằm trong nồi canh, không bao giờ biết được cái hương vị của canh như thế nào. Ngược lại, cái người mà học Phật mà biết tu nữa, thì cái người đó quý vị cũng giống như cái lưỡi nếm được vị canh. Cho nên pháp học và pháp hành phải song song thì mới có được cái pháp, pháp thành. Thí dụ tu hành phải giữ lực nghi, nam mô thì phải từ bi trong lòng, quy y thì phải y tông, đọc kinh thì phải rèn lòng như kinh, tu thì lời Phật phải tin, sửa cho hơn trước khi mình chưa tu. Cho nên cái chữ tu nó cũng quan trọng lắm. Tu thì phải rành mỗi cách tu. Tu mà không đúng á, khổ lu bù. Tu theo tà đạo thì thân tâm lỵ, mà tu bậy cả tinh thì lắm nạn mù. Cho nên bây giờ muốn chắc ăn nhất là chúng ta tu theo lời Phật dạy. Tâm bình thì cảnh sẽ bình, đó là quy lực. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an, đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Cho nên khi chưa biết đạo thì mình cứ mơ cái quả lành không à, nằm mơ cho mình được thuận lợi điều này điều nọ, có kết quả về tài lộc, về sức khỏe, về hạnh phúc vân vân. Cái sự mong cầu quả lành là một cái điều không thể, mà chúng ta chỉ có thể mong cầu cái nhân lành. Vì vậy mà chúng ta cứ suốt đời cứ mãi đi tìm đó, đi mong cầu á, cố tìm hạnh phúc thì gặp nghìn đắng, đắng cay. Suốt đời tôi vẫn mê say, đi vào cuộc sống với hai tay ôm đồm. Mà quý vị thử nghĩ coi, đi vào cuộc sống này với hai tay ôm đồm thì khổ nhiều hay là vui nhiều? Khổ nhiều, khổ nhiều. Cho nên sau khi thấu hiểu tam tướng, thấu hiểu nhân quả, thì đây là cái phàm trí tạm thời dẫn dắt chúng ta đến cái sự an lạc. Và nếu chúng ta phát triển dần dần nhờ sự quán niệm về tam tướng, quán niệm về nhân quả, thời gian sau chúng ta đạt được cái thánh trí. Vì vậy chúng tôi có hai câu rằng là thấu muôn duyên á thì không than phiền quán trách, ngộ vô thường
thì buông xả tánh mặc nhiên. Tại sao bây giờ mình hay than phiền, mình quán trách cuộc đời, số phận? Là vì mình chưa thấu muôn duyên, mình chưa hiểu nhân quả. Mình nói mình hiểu nhân quả, nhưng mình hiểu trên phương diện tưởng tri, nhớ rồi nói lại, chứ chưa có thẩm thấu bằng trí tuệ. Cái người mà thẩm thấu bằng trí tuệ rồi, quý vị biết không, họ không có than phiền quán trách. Vì họ biết rằng á, điều gì cũng phải có nhân có quả. Chúng ta thấy nè, hãy vui vẻ thì khỏe liền đó, mà buồn phiền thì sanh bệnh, mà nhường nhịn thì bình an, bi quan là tự sát. Chỉ có giải thoát mới tự do. Thiền to thì sống cả quy lực. Chỉ có vô ngã mới vô ưu. Đa mưu thì đa quán, tính toán là quán thù dữ lắm. Mà đông bạn thì lắm phiền, nhiều tiền thì lắm bạc, làm ác thì gặp ác, nhân quả mà. Tự tác thì tự lo, gieo gió thì gặt bão, gian xảo thì đa nghi. Từ bi là cõi phúc, nhường nhịn một chút sẽ thấy bình yên. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Quý vị thử dùng trí tuệ của mình suy xét đi. Đức Phật dạy mọi pháp sanh ra đều có nhân duyên. Khi nhân duyên đó diệt thì pháp đó diệt. Đâu có gì tự phát sanh. Nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy. Oán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh không còn tham giận giam mình. Khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Cái người hiểu nhân quả là như vậy. Không thể nào mình làm cho người ta đau khổ mình ăn vui được. Đó là trật nhân quả. Cái người không tin nhân quả họ mới làm như vậy. Còn cái người mà tin nhân quả rồi, hiểu rằng gieo gì gặt nấy, mà làm cho người ta đau khổ, mình có ăn vui không? Không bao giờ có. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Phật dạy chỉ có từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Cho nên hiểu được lý nhân quả rồi thì chúng ta bớt than đi, bớt hờn quán trách đi. Mình than dữ lắm. Người lớn thường than thân trách phận. Đời là bể khổ nợ với nần, quan gia muôn kiếp nay phải trả. Nếu đã vậy rồi ai hưởng đây? Chồng cũng than, rồi vợ cũng than. Ví dụ chồng nói, không biết kiếp trước tôi dụng đường tu dữ lắm hay sao tôi gặp bà. Mà vợ bắt đâu có vừa, nó không biết kiếp trước tôi tạo nghiệp gì nữa, tạo nghiệp trước cái gì mà tôi gặp ông. Bây giờ chồng cũng than, vợ cũng than thì ai hưởng? Quy lực tự nhiên đã tạo gây. Trên dưới phải trái dọc hay ngang, xin đừng nghĩ lệch hoặc bi quan. Phán xét cờ duyên cho rõ ràng. Khi yêu á thì hy sinh cả tánh mạng. Chỉ vài ba năm á đã phàn nàn, lúc cô đơn á thì muốn đôi muốn bạn. Nên vợ chồng sao lại hay nhắn? Người khổ than không nói, mà người sướng cũng than. Không con hay có rồi cũng than đó. Không con ước được nựng cục vàng, có con khổ mệt nợ nần mang. Đường nào cũng chết với mình thôi. Cuộc đời sướng khổ xin chớ than. Tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan, phải dùng trí tuệ nhìn tổng quát.
nhân quả thông suốt, tâm an nhàn. Khi mình thông suốt nhân quả rồi, cái tâm mình nó nhẹ nhàng lắm. Mình hiểu rằng đâu có gì tự phát sanh hết, phải có nhân có duyên hết. Kiếp xưa do lỡ phụ người thì kiếp này mới gặp phải người phụ ta chứ, ở đâu mà gặp vậy? Xin đừng thảm khóc kêu la, nhân nào quả nấy, thật là chẳng sai. Cuộc đời có hợp có tan, định lực tự nhiên quá phũ phàng. Mỗi năm mỗi tuổi đời thêm ngắn, lo lắng làm chi chuyện thế gian. Biết đạo không buồn chuyện trái ngang, biết đủ không chi phải vội vàng. Từ bi hỷ xả lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy sống an khang. Cái người mà còn buồn chuyện thế gian á, còn trách còn móc á, là cái người này chưa biết đạo. Cái người mà không biết đạo thì mong quả lành. Mà thường mình mong cái gì á, mình mong quả lành thì mình sợ quả ác lắm. Mình mong cầu thành công cho nên mình sợ thất bại. Đơn giản là gì? Mình mong giàu mình sợ nghèo. Mình ham đẹp cho nên mình sợ xấu. Mình ham sướng cho nên mình sợ khổ. Cuối cùng giống như mình ham sống cho nên mình sợ chết. Thật sự cái chết không có đáng sợ, vì có ai sống mãi ngàn năm đâu. Và nếu theo luân hồi thì mình đã chết vô số kiếp, không thể đếm được. Mà hôm nay chết thêm lần nữa sợ, đâu phải mới chết lần đầu đâu sợ. Và nếu như kiếp trước mình không chết thì kiếp này làm sao mình có mặt? Không tử làm sao sanh? Không nè. Cho nên đây là một cái quy luật đối đãi. Xét cho cùng thì thật sự cái chết nó không có đáng sợ, vì ai cũng chết, Phật cũng chết. Các vị chư tôn giáo phẩm hòa thượng, các bậc chân tu cũng niết bàn cũng chết. Thì mình chết là chuyện bình thường. Cho nên thật sự cái chết nó không đáng sợ, mà cái đáng sợ là chúng ta sợ chết. Đơn giản tại sao chúng ta sợ chết? Vì bạn có mong cầu thành công cho nên bạn sợ thất bại. Vì bạn mong sống cho nên bạn sợ chết. Mà hãy mong càng nhiều thì cái nỗi sợ nó càng nhiều. Chúng tôi ví dụ, thí dụ như người phụ nữ họ ham đẹp lắm. Xin lỗi, phụ nữ thì đa phần thích đẹp. Mà thích đẹp càng nhiều thì cái nỗi sợ xấu đó càng nhiều. Chẳng hạn, đang đẹp như thế này, sắp sửa đến mùa lễ dân y Katina, mà làm thí chủ nữa, đội y quay phim chụp hình, mà tự nhiên nó nổi một mụn, trời ơi nó khó chịu vô cùng. Một mụn này ở đâu không mời mà đến, mà đến không đúng lúc nữa. Mà cái gì nó khổ quá vậy biết không? Nó mau đến lắm mà lại lâu đi. Còn cái niềm vui á nghe, nó lâu đến lắm mà lại mau đi. Mấy ông đàn ông đâu có ham đẹp. Xin lỗi quý vị, chắc những một mục mà nổi lên ba bốn mục mụn của ông thành vấn đề. Mấy ông tỉnh bờ à. Tại vì mấy ông đâu có sợ ham đẹp đâu mà sợ xấu. Cái người mà ham giàu sợ nghèo. Ai mà ham giàu bao nhiêu sợ nghèo bấy nhiêu. Nó tỷ lệ thuận theo luật nhân quả. Giống như khi bạn đâm đầu vào tường thì cái độ cao khối u á, nó tỷ lệ thuận cái độ ngu khối óc. Vỗ tay đi. Cho nên biết đạo rồi không buồn chuyện trái ngang nữa. Ai mà còn buồn chuyện trái ngang là người chưa biết đạo, chưa hiểu nhân quả là chưa biết đạo. Giàu nghèo là nghiệp mỗi người. Ta tạm biết đủ là vui trong lòng. Đừng trách trời đất bất công, mà nên xét lại cõi lòng của ta. Hiểu nhân quả rồi thì phải hiểu như thế nè. Những thứ không thuộc về ta mà lòng lại muốn, đó là không nên. Những chuyện ta cần phải quên mà lòng lại nhớ, gây nên muộn phiền. Mọi việc hãy để tùy duyên, cưỡng cầu bất lợi, tự nhiên khổ mình. Luân hồi trong kiếp nhân sinh, có duyên có nợ, nhục dinh bẻ bàn. Dẫu cho người có giàu sang, quyền cao chức trọng cũng đang khổ sâu. Mọi việc chớ quá mong cầu, tùy duyên đi đến, nhịp cầu buồn vui.
đừng vì thăng tiến thụt lùi, sanh tâm tà ác ngậm ngùi về sau. Thiện tâm là pháp nhiệm màu, cho ta thành thản mai sau an lành. Cho nên hôm nay quý vị đến đây, quý vị sống với cái thiện tâm. Cái lễ dân y này là sống với cái thiện tâm. Thứ nhất là cái cuộc lễ này được xem như là một cái lễ cúng dường thù thắng hơn mọi sự cúng dường khác. Lý do thứ nhất là nó hội đủ bốn cái điều kiện, chúng tôi tóm tắt như vậy. Thứ nhất là gì? Vật thí thanh tịnh, quách thú sâm ba đà. Thứ hai là gì? Tâm thí cụ túc, cái tâm của mình đầy đủ tư tiền, tư hiện và tư hậu. Thứ ba là đối tượng thí, là chư tăng an cư 3 tháng mùa mưa tại cái bổn tự này. Thứ tư là gì? Là thời thí, nó hợp thời đúng lúc. Ở trong kinh Đức Phật dạy có năm cái sự cúng dường của bậc hiền trí Sapurisa Dana, là cái người cúng dường bố thí với niềm tin. Mà quý vị biết cái niềm tin nó quan trọng lắm. Mình tin nhân tin quả, tin vào sự giác ngộ của Đức Phật, tin vào Tam Bảo, tin vào lý nghiệp báo, mình mới làm. Thì người mà cúng dường với cái niềm tin này, đời sau sanh ra giàu có, nhưng mà hết sức là có duyên, gọi là cái sắc đẹp, cái duyên ngầm á. Không phải cái sắc đẹp bên ngoài, mà sắc đẹp từ bên trong, bởi vì cái niềm tin. Cái người thứ hai, cái sự bố thí thứ hai là bố thí có sự cung kính. Thì hôm nay chúng ta làm cái lễ này rất là cung kính. Đời sau sanh ra giàu có, nhiều tiền của tài sản, nhưng cái lời nói của mình á, nó có cái giá trị nhiều người nghe, nó có ngầm cái đức độ trong đó. Nhiều người nói ầm ầm vậy không ai nghe hết rồi. Nhưng người ta sợ quá, người ta nghe thôi, chứ người ta không có nể mà người ta nghe. Cái sự mà người ta nể phục, kính trọng người ta nghe, nó khác với cái sự người ta sợ người ta nghe. Ta sợ người ta nghe trước mặt sau lưng người ta nói xấu thấy mồ, ta chửi ầm sùm đúng không? Thứ ba là gì? Là cúng dường bố thí hợp thời đúng lúc. Cái người mà cúng dường hợp thời đúng lúc này, đời sau sanh ra mình giàu có từ trong bụng mẹ sanh ra, và cho đến lúc chui vô hòm luôn vẫn còn giàu. Ghê vậy đó. Tức là nó đầy đủ. Không phải như mình á, thăng trầm lúc nghèo lúc giàu, lúc được lúc có, lúc không lúc mất, vân vân. Không phải. Cái người mà cúng dường hợp thời á nghe, đúng lúc á, đời sau sanh ra chỉ cần cái tác ý khởi lên là có. Cho dù nằm trong bụng mẹ đã là giàu rồi. Có nhiều đứa bé bây giờ nằm trong bụng mẹ thôi là đã giàu dữ lắm. Chào đời đã giàu rồi. Rồi giàu miết cho tới ngày chui vô hòm luôn mà của cải vẫn còn vậy. Đó là hợp thời. Thứ tư là bố thí cúng dường với đầy đủ tam tư, với cái sự hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm, sau khi làm, với cái tâm là tiếp độ giúp đỡ, không có một cái điều kiện gì hết. Người này đời sau sanh ra có của cải tài sản vật chất, nhưng mà họ vui với cái của cải tài sản vật chất đó. Họ không bị cái của cải tài sản vật chất đó làm cho họ khổ đau. Có nhiều người khổ vì của, quý vị biết rằng nhân loại sống vì tiền, không tiền nhân loại sẽ đảo điên. Nhưng mà mình không có gì tiền mà mình đảo điên. Cô ngồi xuống nghe pháp đi, tới lùi người ta không được, đi nghe pháp đi, không nên vậy. Đã đang nghe pháp mà đi à, đi ra ngoài ngồi nghe đâu, đi vô lung vòng vòng thôi. Biết rằng là mình sống là vì tiền, nhưng mình đừng có vì cái đồng tiền mà mình phải đảo đi. Thì cái người mà cúng dường bố thí hợp thời đó, đúng lúc đó, tư tiền, tư hiện, tư hậu, quan hỷ, đời sau sanh ra cái của cải nó mang đến niềm vui cho mình, chứ nó không mang đến cái khổ đau cho mình. Vì vậy á, những cái người mà bố thí cúng dường mà không có cái tâm tiếp độ, không đầy đủ tâm tư, thì ngàn năm danh lợi sống đời, không nghe Phật Pháp kiếp người uổng thay. Đôi khi chỉ sống một ngày, nghe được Phật Pháp quý thài kiếp người. Nhờ nghe Phật Pháp thì mình mới cúng dường với cái tâm là đầy đủ tam tư, hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Còn cái này trước khi làm hoan hỷ, đang khi làm không hoan hỷ. Dù ngày hôm nay mà ban tổ chức công bố phương danh mà lỡ thiếu cái tên mình không là hết hoan hỷ. Rồi về nhà làm lễ xong, trong buổi lễ nhiều khi
chùa chiền Phật tử tiếp rước không đầy đủ, làm cho mình không vui, về nhà bực bội, khó chịu, phiền não, tiếc nuối, năm sau không cúng nữa, đi kiếm chùa khác cúng. Thí dụ như vậy là thiếu đi cái tư hậu. Mà cái người này cúng dường bố thí giống như cái dạng thả diều rồi, phải có điều kiện. Chư tăng, trụ trì, ban tổ chức cuộc lễ phải làm sao cho mình thành long trọng. Quên đọc tên cái buồn. Buồn như vậy là thiếu đi cái tư hậu. Ban tổ chức mà quý vị biết không, làm sao mà trọn vẹn được, phải có sự thiếu sót. Mà buổi lễ nào cũng có cái lời cảm tạ, trong khi tổ chức có sự thiếu sót gì mong đạo tràng Phật tử thí chủ hoan hỷ cho, mà mình không hoan hỷ. Người ta xin mình hoan hỷ cho, mình không hoan hỷ. Mà người ta không xin thì càng không hoan hỷ nữa. Mà người ta xin rồi mà còn không hoan hỷ. Mình làm như vậy đời sau sanh ra có của cải tài sản nhưng mà lại không có vui. Những cái người bây giờ giàu có dữ lắm mà không có vui, giàu dữ lắm mà cũng đang khổ sầu. Của cải không thiếu, nhưng mà sống trong cái sự khổ sầu là vì thiếu đi cái tâm tiếp độ, tế độ, giúp đỡ, hoan hỷ. Còn mình làm cho cái tâm là làm như vậy rồi mà chưa thấy đủ, muốn làm thêm nữa, muốn giúp thêm nữa. Giống như cái câu ta nói là người thương người bao nhiêu cũng thiếu. Nếu quý vị với cái tâm mà thương tưởng, giúp đỡ rồi, bao nhiêu mình cũng thấy thiếu chứ mà không thấy đủ. Mà người ghét người nghe, chút xíu cũng dư. Mình đã không quan hỷ rồi á, khó chịu lắm. Ai mà nhiễu Phật trước mình mà chằn ra mình cũng bực đó. Cho nên phải với cái tâm tiếp độ quan hỷ. Và cuối cùng là chúng ta cúng dường bố thí không làm khổ mình và không làm khổ người. Phải nhớ cái này. Mình làm phước mà khổ mình cũng không nên, mà làm phước mà khổ người cũng không nên. Vì làm phước là cái sự an vui mà. An vui cho mình, an vui cho người thì mình làm. Khổ mình, khổ người dứt khoát đừng bao giờ làm. Cái chuyện bố thí theo luật nhân quả, đương nhiên đời sau sanh ra mình giàu có theo cái luật nhân quả thôi, chứ không phải ai ban cho mình. Nhưng mà nếu làm khổ mình, khổ người thì cái tài sản của cải đó nó sẽ bị hoại diệt bởi bốn nguyên nhân. Một là quả quạt, hai là nước lũ cuốn trôi, ba là kẻ thừa tự hay kẻ trộm nó cướp hết, bốn là vua quan tịch thu. Có nhiều người bây giờ quý vị thấy của cải dữ lắm, nhưng mà rồi vướng vô dòng lao lý, cơ quan tịch thu sạch đó. Chẳng những không có tiền mà lại nợ nần nữa, tù tội. Đương nhiên những người này đời trước đã phải có bố thí cúng dường, nhưng mà họ làm khổ mình hoặc là khổ người. Nhớ giùm, nhớ giùm, đừng bao giờ làm khổ mình khổ người. Thí dụ làm khổ mình là sao? Nhiều khi mình không có đủ của cải tài sản, làm phước thấy người ta làm thí chủ hoan hỷ quá, về vay tiền làm phước, vay xong làm phước xong về nợ một đống, khổ mình không? Khổ, khổ lắm. Hoặc là vì ham làm phước quá, làm những cái nghề nghiệp không chân chánh, sự nuôi mạng không chân chánh, không bằng chánh mạng, cái của cải này không được thanh tịnh. Hồi nãy chúng tôi nói là cái quách thú sambada, tức là cái vật thí phải thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây là mình có được phải hợp pháp, phải chánh mạng, tức là mình làm cái sự của cải này ra để mình nuôi mạng một cách chân chánh, phải chánh nghiệp, làm từ gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thiện lành. Thì như vậy cái vật thí này mới được gọi là thanh tịnh, trong sạch, cụ túc. Còn không thì không được. Khổ mình và khổ người. Đời sau sanh ra giàu có nhưng mà bị hoại diệt bởi bốn nguyên nhân. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Vì thời gian không có nhiều, cho nên chúng tôi xin hoan hỷ tóm tắt nội dung của bài giảng hôm nay. Thứ nhất là để cho gia đình thí chủ bà Hứa Thị Thanh, Thanh Tâm và các con ở Hoa Kỳ vì bệnh duyên, đường xá xa xôi không có về được. Năm nay thì có cô Phật tử Bảo Trân, đệ tử của chúng tôi quy y cũng chắc cũng 10 năm rồi mà chúng tôi quên pháp danh, hôm nay mới biết là pháp danh Tâm Hỷ. Mời cô đứng lên cho Phật tử hoan hỷ một cái. Và trong buổi lễ hôm nay, kính thưa quý vị,
Chúng tôi cũng xin thông qua phương danh để cho quý vị quan hỷ, lễ lỡ mà không có tên cái là quý vị về không quan hỷ cái lại lọt vô cái thiếu địa tạm từ nữa. Năm nay được gia đình bà Hứa Thị Thanh Tâm cùng các con ở tại Hoa Kỳ đã phát tâm làm thí chủ chính thức cho ngày đại lễ dân y cai ná hôm nay, do Phật tử Bảo Trân pháp danh Tâm Hỷ từ hải ngoại về đây đại diện quý vị, cho tràng vỗ tay và lời xa thú. Với sự hùng phước của câu lạc bộ Tâm Từ Lan Tỏa, gia đình Phật tử Nguyễn Mai Thảo pháp danh Thiện Thảo, gia đình Phật tử Lê Thanh Hoa, gia đình Nguyễn Thị Tiết Thương, gia đình dì Bảy và gia đình chú Ngọc, gia đình Ruby Lê, Quang Gạo, Quỳnh Trầm, Phương Thảo, Nguyễn Kim Ngân, gia đình anh phụ Diễm My, gia đình Phật tử Phúc Vi, gia đình Lương Chí Thành, Lý Mỹ Phúc, Lương Thị Khang Anh, Lương Thị Quỳnh Anh, Lý Anh Châu, Lý Hoa Tiên, gia đình Nguyễn Thị Cẩm Thu, gia đình Trúc Như Minh Phúc, gia đình Hồ Thị Mỹ Linh, gia đình Thùy Dương, gia đình Kim Quỳnh, gia đình Như Pháp Thường Thạnh, gia đình Phương Lan Đỗ Trước, gia đình Đỗ Thị Anh Đào, gia đình Phan Thị Châu, Trần Thị Hoa, gia đình Diệu Huấn, gia đình cô Thùy, nhóm Phật tu nữ Bủ Đức, gia đình Võ Thị Ngọc Tuyết, gia đình Võ Thị Thanh Xuân, gia đình Lisa, gia đình Tịnh An, Tịnh Lạc, gia đình Trí Thọ, gia đình Tuyết Diễm, gia đình Sang Sang, gia đình Diệu Thảo, Diệu Châu, gia đình Thí An, gia đình chú Liêm, nhóm Cấm Hoa, Diệu Tâm, Hồng Loan, nhóm Phật tử Cơm Chay Thiện Nguyện, nhóm Phục Vụ Nước Thiện Pháp, Phật tử Ngọc Anh cúng dường vật thực, nhóm Phật tử Cô Minh Nhân Trạch cúng dường vật thực cho chư Phật tử, cùng toàn thể đạo tràng Phật tử gần xa, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, chung hùng phước cho ngày đại lễ dân y Ca Thi Ná hôm nay được tăng thêm phần phước báo và long trọng. Nếu như ban tổ chức có sơ sót về phương danh thì xin quý vị cũng Anumodana, tức là xa thú lành thai hoàng hỷ, để kiếp sau mình lọt, mình không có bị cái tình trạng là thiếu đi tam tư. Cuối cùng bài pháp hôm nay xin được kết thúc ở đây. Trước khi dứt lời, xin thành tâm nguyện cầu quan tâm bảo quan lực chư thiên thì từ gia hộ cho gia đình thí chủ, gia đình bà Hứa Thị Thanh Tâm cùng các con ở tại Hoa Kỳ cũng như toàn thể chư Phật tử được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, và nhất là có trí tuệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú.